Nè nè hù nè hù nè, mấy cái chớp chớp vậy là nó hù nè, chuẩn bị đi nè, đái nè. 2000 years later. Hù đây, hù tôi đây, hù tôi đây. Hù đây. Em ngủ quá, nè kỳ á, nãy em kinh dị kỳ á. Không ai ngủ nè. Kỳ trời, em ngủ á. Không mở được, cái key này không mở được. Ủa vậy góp cuộc, cái chìa khóa. Trời má sợ quá, bấm lộn phát game luôn rồi. Mấy ông có nghe tiếng chủ nhà không? Tiếng chủ nhà thở đó, chủ nhà thở vậy đó. Má chủ chứ. À mình phải chạy á, mình phải chạy á. Ui, God damn it. No. Thoát khỏi đây thôi. Ui, 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 ui. Đây nha mọi người ơi, đây nha mọi người ơi. Cái con game thì tên game Hiếu có ghi bên dưới bình luận nha. Game này Hiếu thấy vừa mới ra mắt trên Steam đó. Game này có tên là Welcome to the Kowloon. Là chào mừng bạn đến với lại Kowloon. Ơi, mày không có thấy cái để ý nhân vật ở đây không? Đồ nè. Chép tắt gì ở đây nè? Hay có đây có ngôn ngữ không? Không có tiếng Việt, ở đây chỉ có tiếng Anh với lại tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp đồ này nọ thôi. Ôi chết mẹ, mới lộn gì rồi. Rồi ok, bác. Rồi new game, new game. A, W, A, S, D là di chuyển, ship là chạy. Bấm chuột là để tương tác. Cái rồi ok. Ok, I know. Vô, 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 vô. Ủa cái game này chơi rồi mà. Khùng quá bà già, tôi chơi lẽ tôi cũng nhớ má. Hello con Như Tuyết nha, hello shop, game kinh dị hả thằng. Đúng rồi, game này là game nằm trong phần kinh dị. Ôi game này đồ họa đẹp quá giờ. The Banished the Misty, đây là một cái câu chuyện của Trung Quốc, của tại Trung Quốc và nó là cái cây lau. Kowloon. Kowloon, Kowloon có phải là cửu long không? Cửu long trong cái khu mà ngày trước của Hồng Kông đó. However for a young student, tuy nhiên chúng ta là một cái là student trẻ hả? À vậy là một cái học sinh trẻ đi kiếm chỗ ở này. Kowloon là cửu long mà đúng không? Ừ. What a why him inside the wall là anh ta sẽ khám phá ra điều gì phía sau bức tường. Ok. Ôi. Đúng kiểu à. Ôi, cái game này nó setting nhìn đẹp quá à. Nhìn y chang luôn á. Tôi ngồi ở đây giống như là tôi đang hòa nhập vô trong cái game luôn á mấy shop. À, cái này hình như là mình đang có mặt ở một cái dãy giống như là cái dãy chung cư á. Chung cư mà trồng cây xanh được luôn nè. Chiêu thiệt. Trời tôi chưa chơi nữa mà tôi nổi da gà rồi sớm. Chắc có lẽ là do là cái văn hóa phương Đông á, là khu vực Hồng Kông với lại Việt Nam của mình cũng tựa như nhau. Cái này chúng ta cũng có treo mấy cái quần áo đồ này nọ, cái kiểu phơi đồ. Ơ ủa không mở được à, trên đó có nhạc rồi mấy shop, để coi thử có treo quần xì không. Hình như là không có treo quần xì á, tại vì nếu mà treo quần xì ở bên ngoài dễ bị chơm lắm shop, thấy ghê lắm. Cái cửa nào mở được, mở cái là nó sẽ vô. Cái góc nhìn này nhìn nó hơi chóng mặt ha anh Hiếu.
Không, nếu mà nói là với một người chơi game thì không có game nào mà anh nhìn nó chóng mặt hết trơn. Kiểu như là chơi nhiều riết nó quen á. Mấy cái góc nhìn này thì nó là cái góc nhìn đa số của mấy cái game kinh dị đó em. Nhìn hơi giống với lại Việt Nam hả? Cái game này là game kiểu như là của phương Đông mà. Mấy cái quốc gia phương Đông mình giống nhau là chuyện bình thường. I rented a room in the apartment, the on the floor. Hoặc là chúng ta cần phải đi lên cái lầu 4. Đây là tầng mình mới bước. Ôi, tôi nghe cái tiếng nhạc rồi đó. Mình mới bước lên một tầng à. Mà bình thường mấy game kinh dị nó chưa có hù liền đâu. Nó phải cho mình một cái khoảng thời gian để mình làm quen với game á, rồi nó mới hù. Trời ơi là trời. Cái cửa gì sao mà cửa gì mà cửa ở ngoài đời có làm được cái cửa này thiệt không vậy? Cái cửa mà đóng vô trong luôn cũng được mà đóng ra ngoài luôn cũng được nè. Thiệt không vậy trời? Không có gì hết à? Có một cái bàn với cái thuốc đồ này nọ. Cái phòng này như là cái phòng để phòng kho. Cái này giống như là cái phòng kho hay gì. Đây là cầu chì. Mà chưa có manh mối gì hết. Mình cần phải lên phần lầu 4 á. Mà từ từ để mình đi thám hiểm hết tất cả các phòng này coi. Để lát nữa mà lỡ như mình có bỏ qua manh mối thì mình đỡ phải vòng lại á. Ôi, em nhìn chân thật quá mấy shop ơi. Ai bấm chuông vậy? Bấm chuông ở đâu vậy? Tôi nghe tiếng có người bấm chuông. Vậy không sao đâu. Vậy ở đây có người ở rồi đỡ phải sợ. What the fuck? Hello con. Trời. Too bad about the dog. Một cái chú chó tệ. Và nó khá là đói. Ủa? Too bad hả? Too bad. Too bad about the dog. Là có một cái chuyện tồi tệ đang diễn ra với con chó. Nó đang bị đói bụng. Trời ơi, tôi tưởng là một con chó tồi tệ chứ. Xin lỗi nha. xin lỗi, con chó cũng là con người mà. Anh bò vô game, anh bò vô game. Lóc kịch bị khóa rồi. Ở bên đây có tiếng. Thôi, trời, đó. Nếu mà mở được cái cửa này qua bên đó, đó mới là cái điều kinh dị chờ đợi chúng ta sắp trước đó. Là một người chơi game kinh dị dựa vô cái góc nhìn này thôi là tôi biết sao cái cánh cửa này là một cái điều rất khủng khiếp chờ đợi chúng ta. Chắc chắn. Hoặc không. Gì đây? What the hell? Cái gì mà ở trên chung cư mà có bướm bay gì đây nữa sớm? Hảo hán vậy? Ew, what a smell. Mùi rác đó. Night Clan, một cái câu lạc bộ đêm. Những cái cạm bẫy xung quanh đây toàn là túi rác. Vậy là cái chỗ này chỗ bỏ rác rồi, không có gì ở đây hết. Ôi, dán chén con chó quá. Lỡ nha, lỡ có bị đập lên, xin lỗi. Giải cứu bé chó, giải cứu bé chó. Xong nghe không nghe thấy tiếng game à? Tiếng game chưa có mẹ vậy đó. Nãy giờ đâu có gì trơn, nó chưa có tiếng vậy đó. Im ru à. Chứ đơn giản là cho mình đi chiêu chiêu vậy thôi nè. À, cái nãy dịch là tội nghiệp con chó, hẳn là nó rất đói bụng hả? Ghê, chiên anh có khác. Ủa mà cái câu đó với cái câu chủ dịch có gì đâu sai. Một con chó tệ nó rất là đói bụng. Thật là tội nghiệp chú chó hả? Trời, khác 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 thì có má khác một trời một vực luôn. Ủa, có đầy heo. Cái phụ vậy là ở đây là có một ai đó là nghệ nhân vẽ tường hả? Sao chứ không tự nhiên nhà của tay vậy mà nó vô được. À, cái này không phải nhà nha. Hiện tại bây giờ là 12 giờ 15. Lần này nó khác giờ rồi, nó khác giờ của mình. Âm thanh của em bị vang quá đó hả? Vang là do lắc đó em out ra vô lại là hết à. Cái này bị hoài à, Facebook nó vậy á. Cái này là cái chỗ để hình như là chắc lát nữa mình phải giải đấu cái gì đó ở đây nè. Cái này là cái chỗ để cái điện của nguyên cái chung cư này hay sao? Cái bóng đèn mà để dưới đất đáng lẽ phải để lên trên chứ. Cái cửa này bị khóa rồi. Chết rồi, tôi mới mở một cái căn phòng nào đó rồi mấy shop ơi. Mà đây có tiếng hàng xóm. Có hàng xóm ở bển. Cái lầu không đi được nữa, vậy tầng này là tầng cuối cùng. Vậy cái phòng này là của mình rồi. Lầu này là lầu 4 rồi.
Vậy phòng ngủ của mình ở đây rồi. What? Tôi mở một cái căn cửa trên cái lầu 4 và nó dẫn tôi đi thêm một cái dãy nữa hả? Lằng quằng quá vậy. Không, hàng rồi đó, tới rồi đó. Hàng gì người ta nói là đất ở Hồng Kông rất là đắt. Có một cái quạt. Có ai ngồi ở đây hả? Ôi, có người ngồi ở đây để xài quạt là mọi người nhìn nè. Có người ngồi ở đây cho nên là mới bật quạt ở đây nè. Ma đó. Ma đó. Con xin lỗi. Ai lét ai cái gì vậy? Cái gì vậy, nó ghi chữ xấu quá. Ai lét đúng không? Là tôi đã đi. Tôi có put the key, là đặt cái chìa khóa tại bên trong cái store. Cái store là tại cái chỗ bán hàng. Và nó không có ở bên ngoài bây giờ để có thể tìm. Nói chung là bây giờ là chúng ta cần phải đi tìm cái chìa khóa ở tại cái cửa hàng. Ồ, cửa hàng nào trời? Nãy giờ gặp cái cửa hàng nào đâu mẹ. X và nó không có ở bên ngoài của cái đồ anh tranh xe. Cái anh tranh xe là cái gì vậy trời ơi? Google. Chị Google, để chị Google cứu ạ. Chúng ta rất dốt tiếng Anh nên là chúng ta sẽ để chị vô Google cứu ạ. Chị Google sẽ cứu mấy ông, yên tâm, tôi có cả cái phần dịch tiếng Anh mà. À, tôi đã rời đi, tôi đặt cái chìa khóa trong cái cửa hàng và nó ở bên ngoài lối vào. Trời ơi là trời, có dễ gì. Đúng là giờ thời đại của công nghệ, chụp hình lên cái là nó tự dịch. Rồi, bên ngoài cái lối vào, bên ngoài lối vào là ở đây đúng không? Bên ngoài lối vào, cửa hàng, ủa, cửa hàng bên ngoài lối vào hả? À, lối vào, chắc lối vào dưới quá. Lối vào ở dưới á. Không sao, không sao. Tiếng Anh của chúng ta non, hồi đó tôi học tiếng Anh có 4,7 à. Bây giờ tôi nói mọi người ráng học tiếng Anh vô đi. Ra không học tiếng Anh mốt lớn lên làm hiếu lệp lạc đó. Dạ không có gì đây hả? Cái store là cái tủ mà. Chắc tùy theo cái ngữ cảnh nên nó dịch á. Ôi. Hơ. Thôi dễ thương quá vậy. Trời ơi là trời. Cú te. Khổ dễ thương quá à. Dễ thương quá mọi người. Ôi ôi. Hello con Nhiên. Đợi ba xíu nha. Ba đi kiếm chìa khóa rồi lát ba quay trở lại. Con chó nó đang bị đói bụng á mọi người. Tội nghiệp nó. Ở đây là có một cái bị khóa. Cái cửa bị khóa. Lát nữa ba quay trở lại nha. Ba Nhiên. Ôi, có người kìa. Mới có người ở đó luôn đó. Mới có người ngay cái chỗ đó luôn á. Hay là tôi bị nhìn nhầm? Không, có người thiệt á. Tôi vừa mới thấy ai đi qua từ bên đó đó. Ngay cái cửa này nè. Cái này là ngõ cục mà sao có người vậy? Mà nếu có người sao con chó không sủa ta? Có khi nào con chó nó chết rồi không? Trời ơi! Có nghĩa là con chó ma đó. Hoặc không? Không có, không có đâu. Tôi suy diễn á, tôi suy diễn. Dễ đó. Rồi đèn chớp chớp rồi. Ma cày đó, ma cày đó. Ma cày đó mọi người ơi. Ma cày đó, ma ruộng đâu đó. Rồi mình đi ra ngoài. Ơ
ở đây hả? Này đúng rồi, tiếng cười nói rộm rã gì đây nè. Đây rồi. This the appear to the cái này là cái chỗ của cái landlady á, là người chủ á. Đây là chỗ của người chủ á. À, của người chủ cho thuê á. Cái chìa khóa. Ôi. 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 Ơ. Ồ, phòng này của là ố, chìa khóa nè. Phòng này là phòng của bà chủ đó hả? Bà chủ hay ông chủ? The Lady Land mà đúng không? Lady mà Lady nè. Lady là cô gái mà. Lấy đồ ăn cho con chó kìa anh. Đồ ăn cho con chó. Quá trời heo. À. Cho con chó ăn thịt viên đồ hả? Con chó uống trà không? Chó uống xì dầu đồ này nọ không? Ồ, snack dog nè. Rồi rồi luôn. Anh bò chuẩn bị có đồ ăn. Đi thôi đi thôi. Cho anh bò ăn thôi. Ôi. Cái tiếng gì vậy? Ôi cái khúc này ở trong đây nhìn nó kiểu như là nó chật chội sao ha mọi người. Ở sen giống như vậy nè. Làm nhớ tới mấy cái khu mà nhà nội của Hiếu hồi trước á, trong quận 12 á, nguyên một cái dãy nhà lầu nó cũng tự tựa giống như vậy nè. Hoặc là trong mấy cái bộ phim kinh dị của Hồng Kông mình hay coi á, y chang luôn. Thôi chết rồi. Ui! Sorry mọi người. Ủa con chó ở lầu nào vậy? Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại game nuôi chó online. Sau đây mình sẽ mang thức ăn cho con chó của mình ha. Mỗi ngày thì chúng ta chỉ cần cho nó ăn, cho nó uống nước và cho nó đắp mặt nạ thôi. Thì mỗi người sẽ cho nó 50.000. Ngày hôm nay nó đã được cho 200.000 rồi đó, con bò đó. Không hiểu luôn. Lại chi mà người ta cho con bò 200.000. Nó cho khùng cho điên. Đây rồi, đồ ăn của con về rồi đây. Feed the dog, ăn đi con. Ăn đi. Ăn đi, mau ăn trống lớn nha không. Rồi chộm vô, rồi khỏi sủa. Nó bắt mày luôn. Nếu mà con chó này mà lần đầu nó thấy Hiếu mà nó không sủa thì hơi kỳ nha. Con chó này nó thấy tôi thì nó phải sủa chứ tại sao nó không sủa. Vậy thôi để tôi thử. Để tôi lên cái phòng của tôi nữa cái. Ơ, cái phòng của tôi bị chặn rồi. Cái con chó này là con chó mà tôi nuôi nè. Chắc chắn là đây nè mọi người nghe nè, nghe tôi phân tích nè. Nghe tôi phân tích câu chuyện nè. Cái con chó này là con chó còn sống tại cái khu nhà này. Và cái khu nhà này đã từng xảy ra quả hoạn là thông qua một số cái hình ảnh, chẳng hạn như là những cái tủ đồ, những cái chỗ mà không nếu mà bị quả quạn đâu dán vậy đâu. Không có nghĩa là cái chỗ chung cư này á là bị ma chó nó ám ha. Là con chó này là con chó tôi nuôi không tôi không biết chơi đâu biết chưa biết để chơi xong biết tôi diễn á tôi tiểu phạm với tôi đâu biết gì đâu chứ gì. Mới chơi 5 phút kêu đón cúc chuyện đủ hay đón quá rồi rồi đó. Rồi đó, chắc rồi đó. Chuẩn bị đi nha, ai tinh thần yếu chuẩn bị đi nha, nó hù á. Thiệt. Trên cứ vậy là người chơi game cứ vậy lâu quá, chắc chắn cái này nó hù. Nè, chuẩn bị nè. Chờ tôi bước qua nha. Nè, hù nè, mấy cái chớp vậy là nó hù nè, chuẩn bị đi nè, đái nè. Nè, bước qua khỏi cái này nè. Nè, có nè, ma chó cắn nè. Hay là bước lại đó. Là sợ chưa? Là có kinh nghiệm dữ chưa ta? Hầu đây. Hầu đây. Ông đồ quá, này kìa. Này game kinh dị kìa. Hầu đi. Không ai ngủ nè. Kỳ trời. Em ngủ quá. Rồi, không có hù ạ. Cái này là mình đoán sai rồi ạ. Nó không có hù ạ.
xảy ra hỏa hoạn được chưa? Tôi nói quả hoạn, xin lỗi. Ế? À, là cái chỗ đó là bước qua, là bước qua tới bên này đó hả? Cái này là tầng 4 nè. Tầng 4 nãy nè. Ôi là con chó đáng lý nó phải ở đây nè. Mà nó đã mất tiêu rồi. Này 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 này. Có cái ê, cái quạt với lại cái ghế đi tới đây rồi. Ma đó. Mấy ông tin tôi chưa? Suy đoán của tôi đúng chưa? Con ma nó ngồi ghế nè. Đạo diễn đó, đạo diễn game này. Ngồi đó đó, ông xài quạt mà. Một con ma khác nữa ngồi trong đây, vô hình đó, ma vô hình đó, ngồi ghế đó, làm ma này là ma điện, ma chỉnh điện mà, ma đo tiền điện đồ đó. Bye bye anh nha, anh đạo diễn. Bye bye anh nha, anh điện. Anh được Actorio gì đó, Actorio gì đó. Trời ơi, đạo diễn tiếng Anh là gì quên rồi. Action to hả? The actor. Đúng không? Hay là Acqui? Sao trong mấy cái phòng này nó cứ có, trong mấy cái phòng này nó cứ có kiểu như là có cái tiếng đồ này nọ cái kiểu đó. Nó cứ có mấy cái tiếng kiểu người nói mà mình không có ngon nghe gì hết trơn. À được gọi là đi rất to hả? Ok ok, chị rất to. Ai biết đâu? Biết đâu? Giờ biết nè. Ồ, an toàn, cái chỗ này an toàn nè. Nó làm thế cái an toàn là mình mở một cái cửa sắt ra rồi mình mới mở một cái cửa gỗ. Ồ, rồi tới rồi. Má mới bước qua cái cửa thôi là đã nghe tiếng nhạc rồi. Đó tới rồi đó. Ơ à, cái nhà vệ sinh này là cái nhà vệ sinh của những người mà người ta thường phải thuê những cái chỗ sống chật hẹp ở dưới hầm, dưới tầng đồ đó. Cái nhà vệ sinh là đúng kiểu là chỉ dùng thiệt luôn á, cái nhà vệ sinh này là không có để được cái gì luôn, bước lên đây là ỉa. Ơi nhưng mà được cái nha là cũng có quạt nè, đi ỉa nhưng mà cũng sợ nóng. Ơi, tôi nói ví dụ nha, mấy ông đi ỉa mà mấy ông bật quạt vậy mấy ông ỉa bị khô lũ đít sao? Không chân thật, em không chân thật. Khùng quá, nhà tôi mà để như vậy là ba tôi chửi chết. Không có chuyện đó đâu. Là một cái phòng khác. Cái phòng này để nhiều đồ ăn thế nhờ. Quá trời bếp luôn. Chắc cái này là cái chỗ đi sinh hoạt chung cho một cái dãy nhà hay sao á. Ở đây có nước đổ nè. Một cái máy nghe radio nè. Một cái cửa một... À, cái phòng này là cái phòng của cái bà Len Lady Room nè. Là của bà chủ nhờ. Ủa mấy ông có để... Ủa, cái con gì đây? Bướm đêm á hả? Oh my god. Sao lại có bướm đêm ở đây ta? Thường là phải có kiểu như là mấy cái con này nó hay bay xung quanh cái bóng đèn mà. Đây là there is my room. Đây là phòng của tôi. Và bây giờ tôi bắt đầu nghỉ lưng tại giường hả? Nghỉ lưng tại giường, ok. Mấy kêu mình nghỉ lưng tại giường. Trời giác. Giác nhiều quá vậy. Sao nhiều tiểu cường quá vậy? Tôi cần phải một cái hot cup of tea. Hot cup of tea hả? Hot cup of tea là một cái ly trà nóng. Trời ơi, cái này thiệt luôn á. Cái này là phòng cho sinh viên nhưng mà một kiểu nó như này thì không biết sao ở được luôn á ha mọi người. Vừa có dán đồ này nọ nè. Thiệt á, cực lắm luôn á. Nói thiệt là rất cực, mình đã ở một mình rồi mà mình còn phải ở trong cái môi trường nó như thế này nữa. Cho nên là nếu mà mấy bạn mà ở những cái chỗ mà như thế này thì mấy bạn cũng phải cố gắng lên nha. Kiểu như là mình phải cố gắng hơn nữa để mình có thể có cơ hội để nữa đó, hiểu không? Hiểu không? Thật live stream đây là lịch sự quá, không quen. Ráng lên nha. Ồ rồi cái chỗ pha trà đâu vậy? Ồ là ở đây đó hả? Ồ
Đu. Ồ, bà chủ này là một trong những người rất là yêu thích trồng cây. Nhưng mà nhà của bà nhiều gián quá à. Ờ, nếu mà bà ở sạch thì đâu có gián đâu đúng không? Bà chủ này bà ơi chưa? Không, bà chủ tôi ở rất là sạch nha. Rất là sạch, sạch tất cả mọi thứ luôn. Nói thấy này bà giảm tiền cho mình cái. Giảm tiền thuê đồ đó. Em mới thấy có người rồi Hiếu. Ủa sao tôi không thấy trời? Bà thấy mà tôi không thấy đâu bà. Tôi thấy mấy con bướm đâu mà. Có một ly trà. Rồi, uống xong một ly nước, uống xong một ly nước. I think đã đến giờ tôi quay trở về phòng của mình. Tới giờ quay trở về phòng của mình rồi. Ơ, à, hồi nãy Hiếu đâu có thấy đôi dài đâu ta. Ôi, đôi dài bự dữ vậy. Cái cỡ chân này cỡ chân bự á. Có khi nào bà chủ phòng không phải là bạn gái không? Rồi, hiểu rồi. Chủ phòng là con trai. Có nghĩa là chủ phòng giả bóng giả trai. Quệnh ai quệnh bò. Thôi thôi ghê quá. Chuyện của ai người đó lo đi nha. Mình đi ngủ á. Ai ai giả ai gì đó. Ai quệnh ai gì đó. Thì cứ quệnh đi tôi không biết. I'm scary. Tôi muốn rời ra khỏi cái ngôi nhà này. Tôi đi liền. Nhưng mà cái người đàn bà lớn tuổi đó đã bị điên rồi. Cái bà chủ trọ đó, cái bà chủ của cái dãy nhà này bà bị điên rồi. Tôi không có biết có chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng mà tôi cần phải rời khỏi đây. Tôi không muốn ở lại đây for a long time. Tôi chuẩn bị đi, tôi rời khỏi đây. Dựa vô cái manh mối để lại thì tôi sẽ rời khỏi đây. Rồi tôi quyết định tôi sẽ rời khỏi trong đêm. Tôi không ngủ lại đã. Tôi sẽ rời khỏi đây. What a lack of curb, but I was checking the front door just the escape. Là tôi cần phải check in cái cửa. What the fuck? Rồi chết rồi. Rồi xong. Rồi. Rồi chết rồi. Khóa cửa rồi mọi người ơi. Khóa cửa rồi. Rồi xong, bà chủ trọ bà khóa cửa rồi. Rồi chết mẹ rồi. Hello. À, ôi. Cô ơi. Ôi bà kìa. Ô, cô ơi con muốn đi về á. Hello. Cô ơi con muốn đi về cô ơi. Hồi nãy con thuê nhà. Bà chủ trọ không có thích nói chuyện nha. Bà chủ trọ chỉ thích gửi thư đồ này nọ thôi. Bà chủ trọ này sống trong hoài niệm nè. Sao vậy, là sao không lấy Gmail con đi, lấy Yahoo con đó, dán tin qua, gửi qua. Không có được. Không có được ha. Dare go out at the night. Không có được đi ra bên ngoài ban đêm. Dữ vậy ha. Xin lỗi, chờ đi ngủ á. Rồi bà nói là không có được ra ngoài ban đêm. Nhưng mà thằng này nói là tôi cần phải ra bên ngoài. Rồi vậy mình đi qua bên ngoài. Mình phải tìm lối để đi ra bên ngoài á mọi người. Ủa sao cửa nào cũng đóng hết trơn thì làm sao ra bên ngoài được má. Có tiếng của ai ở ngoài vậy? Tiếng của toilet. Tiếng của nhà tắm. Bà chủ trọ không muốn mình đi ra đêm. Bà chủ trọ không muốn mình đi ra khỏi nhà vào ban đêm. Và bà cố tình để cái cửa mở nè. Cho xong bà đi tắm. Hè boy. Ủa mà bà già rồi mà. Hồi nãy nó kêu là the out lady đó. The out woman đó. Ê, cái nào bà 50-60 rồi không má. Gu này mặn đó giờ. Gu bà đó cũng mặn đó. Hàng gì hồi nãy chúng ta uống một cái cốc trà nóng. Hẹp boy. Sao cái phòng của bà chủ mở được vậy mọi người? Bà chủ mới đang đi tắm á. Bà đang đi tắm rồi. Ở vô phòng của bà đi, vô phòng của bà đi. Chuẩn bị được khám phá cái phòng của bà chủ trọ.
Ghê ghê hả? What the fuck? Trời, bà chủ trọ này bà bị cái gì vậy? Sao bà lại để... Oh my god, để bà giết người má ơi, bà là kẻ sát nhân. Oh my god, oh my god. Trời ơi là trời. Eo ơi. Ôi, có đường ra khỏi đây không? Có đường ra khỏi đây không má? Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền á, trời ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền á. Đây rồi, đây rồi, chìa khóa đây rồi. Get a key, get a key. Ghê quá, tự nhiên tôi tỉnh lại liền á. Bà tắm xong rồi. Sao bà to quá vậy? Bà bự lắm á mấy sớp. Thôi kệ đi, kệ đi. Mình đi qua mình mở cửa đi. Đi đi, mở cửa đi, mở cửa. Oh my god, Nid. Oh my god, Nid. Sao hồi nãy trong nhà tắm không có thấy có người, giờ bà đi tắm xong cái có người vậy? Bà tắm cho cái xác á sớp. Thôi, tự nhiên cái tôi tỉnh là liền. Ôi, the key don't fit. Không phải cái chìa khóa này mấy sớp ơi. Ở đâu vậy? Chìa khóa phòng nào vậy? Chìa khóa phòng nào vậy sớp? Má sợ quá, không dám đi luôn á má. Cái phòng nào vậy ta? Bên này là không phải rồi nè. Bên này cái này là cái ngõ cụt rồi nè. Ở trong cái phòng của bả mình cũng đi rồi. Vậy chắc ở đây. Vậy ghê vậy sớm. Không có cái gì ở đây hết. Không mở được. Cái key này không mở được. Ôi vậy rốt cuộc cái chìa khóa. Trời má sợ quá, bấm lộn phát game luôn rồi. Trời ơi, nó hù khùng, nó hù điên cái gì á. Người ta đang tìm cái cửa để đi ra mà nó hù khùng hù điên. Trời, nó hù cái bấm thoát kem luôn rồi má ơi. Trời vậy là trời ơi, chơi khùng chơi điên nữa rồi đó. Mà mọi người thấy tay tôi lẹ không? Mọi người có thấy tay tôi lẹ không? Nó hù cái là tôi thoát liền. Đâu dễ gì hù tôi được. Hù một lần thôi, không có lần hai đâu. Thoát luôn rồi lấy gì hù nữa. Rồi nghỉ. Rồi game kinh dị nhiêu đó đủ rồi. Nó mới hù vậy rồi đỡ kiểu nào nữa. Má nó hù khùng hù điên. Hù té luôn rồi hay sao rồi nè. Nó hù té văng luôn rồi nè, sao nè. Ổng không hiểu. Ổng chứ. Ổng lòi lìa. Giờ như vậy mọi người, không có game kinh dị nào mà thế mình chưa có trải qua hết trơn á. Có mấy cái nó hù còn đái 80 giác hơn cái này nữa mà. Nè nhầm nhò gì? Không sao, tôi lo được. Hoặc không à. Bây giờ ông đừng hù nữa chứ hù hoài. Trời má ơi, cái ngày nãy nó hù thiệt á, tôi sợ đái 80 thao luôn á má. Hù cái thoát game luôn á. Hay á. Rồi chuẩn bị có video lên rồi đó. Chuẩn bị có content nữa rồi đó. Sao nãy hôm ai cảnh báo tôi là game này nó có cái khúc hù chiến như vậy má. Rồi cút rời khỏi đây đi. Ok. Oh my god, cuối cùng cũng có gọi thoát rồi. Yeah. Hả? Huh?
Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Chú mới nghe. La quá trời mới nghe vậy. Hello. Nếu mà tôi mà là cái thằng nhân vật này nha, tôi đứng ở đây tôi la banh cái khu này luôn á, là có người sẽ để ý tới mình. Thôi nhưng mà la vậy bả nghe sao? Đúng không? Là đi qua được cái bên nhà của hàng xóm nè. Cái này là nó thông báo là mình đi qua bên nhà của hàng xóm. The into the front neighborhood. Neighborhood là hàng xóm. What the fuck, nhà hàng xóm gì tối ôm vậy má? Hello. Nobody here. Có ai ở nhà hôn rồi hỏi sao mọi người. Tôi nói nobody here là không có ai đây hết hả? Cũng đúng á, vậy cũng đúng. Tôi nghĩ là có một cái chuyện gì đó đang được diễn ra tại cái ngôi nhà của cái bà, ngôi nhà của cái này, là cái tòa nhà này. Tôi cảm giác không có thích nó, tôi cảm giác thích và tôi đang là một cái vũ công tại đây. Chết mẹ, Danger là nguy hiểm mà, xin lỗi mọi người. Thôi để tôi vô Google dịch cho mọi người, tôi dịch nghe nó bậy quá. Xin lỗi mọi người. Cái nè, tự nhiên cái tôi dịch thành là I am the Danger here, cái tôi dịch thành là khác, tôi là vũ công ở đây, đụng nghe hề. Để từ từ. Mọi thứ thật là kỳ lạ. Trong cái thị trấn Lately này, tôi cảm giác như mình là đang gặp nguy hiểm ở đây. Tôi phải hoàn thành được cái việc cải tạo sớm và rời khỏi đây thôi. Ok. Thằng này nó cần phải ra khỏi đây. Ôi trời ơi, trời ơi. Chết rồi. Có người bên ngoài mọi người ơi. Có người bên ngoài gõ cửa đùng luôn. Trời ơi. Who there? Ai đó? Có khi nào chủ nhà nó tưởng mà là ăn trộm không? Ai đó anh ơi? Em chỉ qua đây tá túc vài hôm thôi anh ơi. Hoặc không, em tá túc đêm hôm nay thôi đó. Ôi trời ơi. Trời ơi gì vậy? Trời ơi, đàn ông con trai với nhau không rồi mà chuyện vậy đó. Bị trúng độc đúng không? Mai mốt có bị trúng độc á là đừng có giấu giếm anh em, hiểu không? Trúng độc thì có anh em tốt để đây, anh em tốt hút độc ra giùm. Để nó ứ độc lên là nguy hiểm lắm. Tôi hiểu cảm giác đó mà. Để nó ứ độc lên là rất nguy hiểm. Tôi là hút độc tới khi nào mà độc bắn ra thôi. Mình cần phải để cho độc nó được bắn ra bên ngoài để kiểu như là mình thoải mái hơn. Để ứ là dễ chết lắm. Nhận yên tâm, nhận hút độc bắn ra. Bắn tới khi nào mà hút tới khi nào mà nó bắn độc ra lên mặt thì thôi. Bắn lên mặt, bắn lên bụng đồ này nọ đó. Yên tâm. Ủa cái này là cái bộ đồ. Ôi cái tủ lạnh tự mở luôn. Cái này là cái bộ đồ hả? Hết hồn má. Nãy tưởng người không. Rồi chủ nhà bên đó rồi. Lại là cái quạt với cái ghế nữa. Mấy ông có nghe tiếng chủ nhà không? Tiếng chủ nhà thở đó. Chủ nhà thở vậy đó. Má chủ chứ. Ai bệnh rồi, cái ngoài đó đó mọi người, còn có bấm chuông nữa. Đây là hình ảnh, đây là hình ảnh của bạn kia đang nói xấu hàng xóm, nhưng mà người ta đã nghe rồi. Đừng có mở cái tủ lạnh nó ra được nữa không vậy? Được không vậy? Sao không có mở? Ôi, cái cửa này của ổng mở rồi. Ôi, đây là phòng của hàng xóm đó hả? Một cái chữ gì đó. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 chữ mà bị bôi đen hết 4 chữ đầu. Có một cái chữ Y dài là được mở phía sau. Chắc là một cái manh mối gì đó. Mở cái cửa ra đi mẹ. Không
cái này như là cái thuốc mê hay là cái bị nó bị cái gì đó, nó bị giăng đó. Ôi trời má ơi, cái tiếng đi lớp cốp nó ra khỏi đây được không? Không ra khỏi đây được. Vậy là nó bắt buộc mình phải giải một cái gì đó ở đây rồi. Bắt buộc mình cần phải làm cái gì đó ở đây rồi. Cái cửa này Hiếu chưa mở bao giờ này đúng không? Mà không mở được cái chứ. Có chìa khóa không? I need a key á. A key á. I need a key. Tao không có muốn đồ ăn, mày đừng có mở cái tủ lạnh ra nữa được không? Hả? Tao cần cái cần chìa khóa. A key, a key. I need a key. Vậy là phải có cái chìa khóa ở đâu đó đúng không? Mình bị bỏ lỡ cái chìa khóa ở đâu rồi đó. Trời mấy ông sợ gì mấy ông, hồi nãy nó hù mà tuốt bể cái ngực luôn mà. Cái chìa khóa thường nó để trên bàn á. Đây nè, trời ơi, nguyên một cái chìa khóa ở đây luôn mà mình không thấy. Mình tuyệt luôn, bắt mình đuôi mẹ rồi. What? Sao đổi nhạc nền rồi má? Ghê vậy? Oh no. Hỏi mọi người, ông hàng xóm chết luôn rồi. Nè, cái xác của ông hàng xóm nè. Cánh đèn nó tối quá, nó không có chiếu lên được. Ông hàng xóm chết luôn rồi. Không mở cửa được luôn hả? Chìa khóa cũng không dùng phòng này được. Vậy là chìa khóa mở cái phòng cuối cùng. Cái phòng cuối cùng nha. Mở ra. Đây rồi. Mở đồng thời hai cái cửa luôn hả? Có một cái cửa nào đó được mở ngoài kia đó kìa. À cái tiếng tủ lạnh đó. Đây rồi. Đây rồi mọi người ơi. Hiếu có đèn pin rồi. Trời ơi. Sau những ngày tháng tăm tối. Chữ E hả? Mình có chữ E thứ hai và chữ Y thứ năm. Trời ơi. Ê. Nhưng mà ơi, nhưng mà có đèn pin vô cái góc nhìn của nó bị khác á. Nó cứ sợ sợ sao á. Cái chữ A là chữ cuối cùng nha. Mình có chữ A gần cuối, chữ Y cuối. Rồi chữ gì nữa? Quên cái chữ kia rồi. Mình có chữ má nó tự nhiên như không, nó nhảy bổ nó hù cái quả. Mình có chữ E nhì. Ừ, có khi là Danny á. Danny đồ đó. À không, nó sẽ là chữ E, chữ A, chữ Y. Nào là gì em ta? Chưa chưa. Mình mới tìm được mấy bức tranh. Thôi chết rồi bé sóc ơi. Chết rồi. Oh. Cái chữ E là nhì nè. Cái chữ cái gì? Chữ A ở đây đúng không? Chữ Y dài. Đây. Mình còn chữ 1 với chữ 4 nữa. Vậy có nghĩa là chữ đầu đầu. Ơ. Vậy xong rồi. Đây. Là chúng ta sẽ có chữ như thế này. Đây, rồi giờ lát thôi. Lát tới khi nào mà cái chữ ở giữa đó nó đúng thôi là mở được. De rau là không nè, de wow, de gao, de vào. De vào cũng không đúng. De mau thử coi. De mau cũng không đúng. De cao. Ủa? Cái chữ cuối cùng là chữ Y mà. Ghê không? Ghê không? Tôi à, tôi chỉ cần nè, đây nè, tôi chỉ cần gì? Biết tôi chỉ cần gì? Tôi chỉ cần đọc bình luận mọi người thôi, hiểu không? Tôi thấy mọi người chán rất nhiều là chữ chữ đe cay. Đó, là tôi chỉ cần ráp vô theo mọi người thôi là qua được. Rất dễ. Bình thường tôi chơi game kinh dị, mấy cái giải đấu nó rất dễ. Mấy cái nào mà có mã đâu này đó, cái kiểu đó là tôi chỉ cần đọc bình luận mọi người thôi. Tôi chơi với tôi liếc liếc vô là tôi thấy thôi, đe cay rồi. Nhưng mà tôi cũng tìm được 4 chữ nha.
tôi tìm được 4 chữ rõ ràng đó, là cái bát này có 5 chữ thì chỉ cần có 4 chữ thôi, mình đoán được 4 chữ rồi, chữ kia là mình chỉ cần chạy thôi là được, ok chưa? Cái chữ đê cay này nó có nghĩa là phân rã đó hả? Ồ, la ru hô tô. Ừ. Mình có một cái cây xà beng. Cây xà beng này làm gì vậy? Rồi biết rồi, cây xà beng này để cài đồ á, cài mấy cái cài mấy cái tấm dán á, mấy cái cửa. Rồi đó, rồi xong tới rồi đó, đồ của má tới nữa rồi đó. Ừ, xong rồi đó, xong rồi đó. Ai vậy? Ai làm cái gì ở đó vậy hả? Làm cái gì vậy? Làm khùng. Cái tiếng mở cửa nó vậy đó hả sớm? Trời ơi, ai đĩa vậy? Trời ơi, làm hết hồn vậy mẹ. À cái chữ cuối cùng ở đây hả? Trời ơi, người ta giải 8 đời rồi má ơi. Nghĩ sao vậy? Nhà phát hành game không có nghĩ tới cái. Rồi xong rồi. Thôi thôi xong rồi, xong rồi. Trong đó là cái đầu. Chắc chắn là trong đó là cái đầu. Tại cái cơ thể này nè, là chỉ có cái cơ thể thôi, không có cái đầu. Nè nè nè, cái đầu nè. Đó đó. À dán à. Dán cũng có thể. Dán cũng có thể làm cho cái thùng đó kêu như vậy à? Chắc không. Dán hoặc không dán. Ê, không cho đi qua hả? Không cho Hiếu đi qua rồi. Có đồ xịt dán không? Hay là bằng cách nào đó? Rồi có một cánh cửa khác được mở. À, cãi cái cửa này nè. Trời ơi là trời. Easy. Ok, game là dễ. Rồi, lậm nè. Rồi, chúng ta đã quay trở lại một cái hành lang ạ. Cái tiếng gì vậy? Ai khóc dữ vậy anh Hiếu? À, cháu anh, bé thỏ. What the hell? Hình như là trước mặt của tôi có một cái ánh mắt gì đó đúng không mọi người? Không phải ánh mắt đâu, hình như là cái gì á, cái bóng đèn á, cái ác quy á, không mở được. Ơ, có tiếng chạy gì á, có tiếng chạy khùng chạy điên gì á. Ủa? Mở không được hả? Ồ. Rồi, có cái cửa rồi mấy shop ơi. Thoát rồi mấy shop. Thoát rồi mấy shop ơi. No. Ôi. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Cái ông hàng xóm đó hả? Trời ơi, cái không kịp phản ứng luôn á. Chưa kịp phản ứng gì hết. Cái gì vậy mấy shop? Mô Phật, thiện tai, chưa hiểu gì hết.
À, mình phải chạy á, mình phải chạy á. Ui! God damn it! Go! Chuẩn bị chai nè. Ôi cái gì á? Ôi trời ơi, nó còn rớt cái tấm gỗ nó chặn đường nữa. Trời mẹ bà, nó đỡ không nổi thiệt á chứ. Đỡ không nổi thiệt. Rớt tấm gỗ nó chặn đường thì chịu á. Rồi ok, vậy là mình chết hai lần do cái sự ngu ngô của mình, ngây ngô của mình chứ. Rồi đỡ cái nè, đỡ sợ rồi nè, giờ biết rồi, biết thuộc nó rồi. Chạy lẹ đi, nó chụp được mình là nó nhét cái cây cà lem của nó vô họng mình thiệt á. Cây cà lem Sikula không bao giờ tan. Ok, dễ mà. Cũng dễ. Tại nãy là mình bị bất ngờ giữa cái rớt cái kia quá. There is no way. 5913. Ôi, ô. There is no way. Không có cái lối thoát nào hết. What the fuck? Không có lối thoát nào hết thì tao chạy vô đây làm chi má. Ôi. Trời ơi, trời sao hù mấy quả cứ vậy không? Rồi sao người ta đỡ nổi? Trời, tôi không hiểu thiệt luôn á. Nó hù khùng, nó hù điên cái gì, nó làm cái gì á? Hù điên hù khùng vậy không có đỡ kiểu gì mẹ. Trời ơi, cái này mà đưa thì cái này mà đưa mẹ tôi bà chơi chắc thiệt là thôi bà không bao giờ bà rời cho máy tính ra luôn. Nếu mà mấy bạn nào mà có những đứa em, những đứa bạn mà nó nghiện game á, mấy bạn không có kiểu như là khuyên nhủ được á, kiểu chơi game gì mấy bạn đưa cho chơi những cái tựa game kinh dị vậy nè là không bao giờ chơi được hết. Nếu mà phụ huynh nào á mà kiểu như là con mình nó muốn chơi game thử đó mà nó chưa biết á là cho nó chơi những cái game kinh dị như vậy, không bao giờ nó dám chơi game được hết. Thiệt, nó bỏ luôn mà, nó dẹp luôn mà. Là có một thành kiến với game luôn. Chơi vậy đưa nó trợ tim luôn má. Ồ, vậy là mình đi lên hay mình đi xuống? Hả mấy ông? Now on the street. Và tôi cần phải tìm ra cái lối thoát khỏi đây. Mình nên đi lên hay đi xuống? Rồi để Hiếu đi lên trước đi. Ơ, đi lên thì làm sao thoát được đúng không? Đi lên là mình đi lên sân thượng mà sao thoát được. Nhưng mà thôi kệ, cứ đi đi. Đi coi là nó có đường mà. Nó có hai đường mà. Đây rồi, có điện thoại rồi. Có điện thoại là báo công an được rồi. Báo công an được rồi đó. Rồi để tôi đi qua bên đây coi. Bên đây sao có đường vậy? Ơ, có đường nhưng mà mở không được à. Vậy chắc cái chỗ này là chỗ trốn, lát nữa bị ma chí nữa đó. Ổn không anh Hiếu ơi? Nó hù anh mấy cái thì giờ hồi nãy tiên cái nãy cái quả hù đầu tiên á, nó hù mà tim tôi đập mà đùng 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 đùng. Đâu đây rồi, lối ra tại đây, nhưng mà tôi cần tìm một cái gì đó để cắt đi cái chain quick là cái giữ lại á. Chắc là cắt cái này, cắt cái gì xích. Có một cái gì đó tại đây nhưng mà tôi cần, à tôi không có tiền hả? Phải có tiền mới lấy được cái này hả? Cái đó là cái gì vậy? Cái này nhìn nó giống như là một cái tay gạt á. Rồi. Có đèn pin này nè. Có đèn pin rồi. Cái cửa này nãy đóng mà sao giờ mở rồi? What the hell?
Má ơi, cái game này nó có nhiều cái ngõ. Nó có nhiều cái ngõ nhỏ xíu à. À, cái khu nhà này á, đúng là kiểu nhỏ luôn á. Trong một cái chỗ nhỏ như vậy mà vẫn có một cái ngôi nhà nhỏ nữa thì hảo hán á. Từ từ đã, để Hiếu điều tra về mấy cái này cái. Coi coi mình có bỏ qua manh mối gì không. Ôi, cái gì đây? Mới thấy có cái gì đi qua bên đó đó. Cửa này không mở được. Mới thấy có cái gì bò qua đây nè. Ủa, hay là ra chỗ nãy rồi. Làm sao mình đi qua bên đó được nhờ? À, vậy không được rồi. Vậy là mình phải đi lên lại cầu thang rồi. Hết đường rồi. Cái ngõ duy nhất đi là chắc phải quay trở lại. Vậy là phải đi lại cái hướng đi xuống. Đi xuống lại cái hướng bên kia. Ôi, mấy ông coi cái cảnh leo cầu lan nè. Cầu thang chứ cầu lan là cái gì? Nhìn nè. Đó đó, nhìn cái cảnh đó đi. Nhạc lên, nhạc lên. Tèn tèn tèn. Tèn tèn tèn. Không có tiền là không có kem. Không có tiền là không có kem. Kem chống nhục. Kem chống nhục. Không có tiền là không có kem. Rồi, để dịch cái này coi. Thang máy không hoạt động, máy phát hiện, máy phát điện và ga đã bị hỏng. Rồi, hiểu rồi. Vậy là cái tay gạt, hồi nãy là cái tay gạt của máy phát điện rồi. Còn ga ở đâu thì không biết. Oh, đây nè. Và bây giờ chúng ta cần phải đi tìm cái khác. Đây nè, cái tay gạt ở đây nè. À, có thang máy là thay sao thoát khỏi đây được. Hình như là game sắp xong rồi đó. Ôi, có một cái bàn tay ở đó kìa. Ủa mà làm sao để có tiền ta? Mình thiếu không có cái đồng xu á. Ủa? Cái cửa này sao mở rồi? Ủa? Vô được cái chỗ này rồi nè. Let me show you some time. Hãy để cho tôi ha, cho bạn coi một cái này. Hãy nhìn xung quanh cái hãy đi nhìn under. Under là bên dưới. Hãy đi nhìn bên dưới của cái the rock. The rock là hòn đá. By the swing set sẽ tìm được một cái gì đó. Ngay chỗ cái gì nè. Cái mấy con bọ gùa. Ơ, cái hình vẽ này là cái gì vậy? Cái ngọn đá, cái cục đá của cái hình vẽ. Cái hình vẽ đó hình như là cái ui mẹ ơi, trời xong rồi. Xong rồi, có người trước mặt luôn rồi. Xong rồi đó, xong game rồi. Rồi giờ ra cái nó hút độc nè. Mới thấy có người đi ra đây nè, coi chừng á. Đây là cái gì đây? Từ để Hiếu tìm cái chỗ mà nó vẽ đi, cái hồ đá bên đó. Đây rồi. À, cái nó vẽ là cái chỗ chơi bắp bên này nè, cái cục đá này. Đây, ha ha ha. Và bây giờ into the red ratigato. Cái red ratigato là cái gì ta? Và bây giờ vào cái Riti Ragelo. Ủa cái ơi, sao cái điện thoại không dịch được cái từ này luôn nè. Ơ, mọi người. Ủa hay là nó để. Ơ, cái Riti Ragelo này là cái gì vậy? Cái tủ lạnh hả? Oh my god. Và bây giờ hãy đi đến cái tủ lạnh đỏ hả? Ồ, ngay cả cái điện thoại của tôi cũng không dịch được cái từ Riti Ragelo gì luôn nè. Cái chỗ này cũng bị khóa rồi. Ơi,
sao những cái người xung quanh ở đây không có thấy ai hết trơn á? Tegigatulo à? Tủng ren tu lầu binh. Đây đó hả? Đúng rồi nè, tủ lạnh đỏ nè. Rồi, có đường đất là chậm. Bạn có thấy cái gì ở trong cái gì ở vải đó không? Bạn không muốn xem nữa à? Ủa là sao? Bạn did you see that the bean cloth in the rack? Tại cái chữ này nó bị cái gì á nên cái điện thoại tôi nó dịch không được. Bạn có thấy cây thông đó không? Bạn có nhìn thấy một cái pin giải trong cái đờ đó không? Một cái pin giải hả? Bạn không muốn xem là nó có cái gì hả? Cái pin giải ngay cái ngôi nhà hả? Pin giải ngay ngôi nhà. Ôi, có người mới đi bẹp 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 ở đó kìa. Trong đây nè, vừa mới bò ngay đây luôn. Game này tên là Welcome to the Kowloon á, là chào mừng đến với lại vùng đất Cửu Long của Hồng Kông á. Ui, ai đây? Cái này là ai đây? Người sống ở đây đó hả? Sao mấy người sống ở đây người ta bự dữ vậy? Cái miếng vải đỏ. Có mỗi cái này chứ mấy. Ồ, một con đường. Là hồi nãy giờ là mình nhận được cái thông tin của một đứa trẻ hả? Một đứa trẻ là nữ đó. Và cái đứa trẻ này là ơi, cái con chó nè. Cái con chó của con bé đó nè. Ồ. It's a beautiful hide out. Cái này là một cái chỗ trốn rất là đẹp, đúng không? Tôi thường trốn ở đây. Và tất cả những cái nỗi sợ, những cái nỗi sợ cũng như là những cái điều mà bắt đầu tại cái gia đình của tôi thì nó như là kiểu như là những cái nỗi buồn trong gia đình á, thì con nhỏ nó sẽ ra đây trốn cho nó không có buồn nữa. Thì tôi cảm thấy là thật tốt khi ở đây, nhưng mà nó không có living set left the in the cow long. Là sao nữa vậy trời, cái dòng cuối cùng là sao vậy? Mình dịch đúng rồi đó. Là con nhỏ này nó sẽ dùng chỗ này trốn. Điều đó có thể hữu ích cho bạn. Ok. Chỉ có duy nhất tại đây. Một cái nó cho mình một cái gì đó. À, một cái đồng tiền. Một cái đồng tiền Hồng Kông. À, cái đồng tiền Hồng Kông này để rồi biết rồi. Để lấy cái bỏ vô trong cái máy á. Cái đồng tiền Hồng Kông. Đây, cái máy nó bên này mà. Cái bóng đèn. Ủa, đi lạc rồi. À, cái máy nó bên này nè. Không phải cái máy này. Máy rồi, mất nhạc rồi mọi người ơi. Trời ơi, đúng rồi, nè, trước mặt mình luôn nè. Hù đi. Ôi, không hù nha, nó đi rồi. Cái gì mà chào mừng đến tiệm Cạo Long má? Cửu Long, Cao Long. Cao Long ở đây là Cửu Long của Hồng Kông má, kêu chào mừng đến tiệm Cạo Long. Cái game tên là Welcome to the Cao Long. Not là chào mừng Cạo Long, cảm ơn ạ. Ôi, rời khỏi đây đi. Đây rồi, lấy được cái tay gạt rồi. Lụm lên đi, bóc lên đi.
Sao nó bóc lên không được vậy? Chào mừng tất cả các bạn đến với tiệm cạo lông ạ. Ai có nhu cầu tạo là cạo lông thì vô đây. Vô đây có lúc cạo có lúc không ạ. Toàn phải bước lên những cái chỗ hẹp tối như thế này không vậy? Hư đèn rồi mấy shop ơi. Ui má ơi, sợ đó nha. Day one to the evict us the from all the neighborhood. Tôi muốn đến cái gì đó từ cái người hàng xóm như đây nè. Ơ, mình đang có mặt tại một cái chỗ gì đó. Ơ, à, là xăng đó. Ôi, tự nhiên tôi tỉnh lại liền luôn trời. Thôi. Ôi. Ui. Chơi đồ hả má? Bà chủ mới chơi đồ. Đây rồi mọi người ơi. Thoát khỏi đây thôi. Hồi nãy giờ tôi cứ tập trung vô trong cái tiệm đồ, tôi quên mất là mình đang chơi game kinh dị luôn á, nó hù quá luôn á, hù có echo luôn. Mẹ nó. Hù vậy là đỡ kiểu nào mẹ? Đó, ai đó? Thôi, cút khỏi đây đi. Có cái nào là có cái nút nào là nút home không? Nút home đồ này nọ đó. Bấm cái về nhà luôn không? Home luôn. Đồ, chỗ này chiêu gì vậy? Chỗ này có máy nghe nhạc này nha. Có chỗ ngủ. Ôi, tôi nói thiệt á, nếu mà tối mà tôi có một chỗ ngủ như vậy mà không bị mũi chích là chắc chắn tôi sẽ ngủ luôn á, tôi nói thiệt. Thề luôn. Nằm ở đây ngủ nghe nhạc chiêu bật stream của Hiếu Lê Bà Lăng lên nghe kể chuyện khùng đi ngủ luôn. Hoặc không. Rồi, ok, nice. Có đầu cắt cửa rồi, cút khỏi đây thôi. Ok, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi. Rồi nhạc buồn tới rồi tới kết game rồi.
mấy cái game kinh dị lúc nào cũng vậy hết á. Ồ, biết ngay mà, biết ngay mà, đừng có nói con chó này chết rồi nha. Có phải là cái khu Cửu Long này là bị xảy ra một cái vụ gì đó đúng không? Là tất cả mọi người trong đây đều chết hết rồi. Dạ thằng này đi thuê nhà, đi thuê vô, đi lạc vô trong cái chỗ này đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ không còn ai còn sống hết. Trời ơi, con chó của tôi. Anh bò đó. Rớt nước mắt. Vậy là đứa bé nó chỉ dẫn mình nó cũng chết luôn rồi đúng không? Cái đứa bé mà nó chỉ dẫn cho mình đi kiếm được cái đồ cắt này nè, đi để đi ra khỏi đây nó cũng chết rồi. What? Cái gì đây? What the fuck? No, đừng có làm như vậy. Anh Dũng, em với anh chia tay cũng lâu rồi mà, sao anh đỡ không đỡ anh làm vậy anh Dũng? Thôi anh, cho dù anh có đập tới khi nào mà tân tài ba dạy em cũng quay trở lại với anh đâu. Anh nào đây? Anh nào? Anh Đại. Thôi đi, anh cũng đừng đến tìm em bất kỳ một lần nào nữa hết. Chuyện tình của tụi mình chấm dứt tại đây đi. Em không muốn gặp lại anh nữa đâu. Bên ta này từ từ để nhớ cái anh Tùng. Thôi đi, anh thấy không, em với anh bây giờ mỗi người cách xa nhau một cánh cửa, ta không thể nào đến được với nhau đâu. Anh Tùng à, tạm biệt anh, người từng thương. Ai đây? Trời nằm lòi c***. Ai đây? Không nhớ, thiệt luôn á, lao quá rồi, không nhớ nữa. Trời ơi, cái này cho dù anh có cháy là trời cũng nhớ anh nữa. Mới tình đầu của em. À đây, mới tình đầu của tên gì quên rồi. Từ từ, từ từ. Hình như cũng tên Tùng, với Tùng với lại cái ông này. Ngủ anh. Trời ơi, vì chỉ muốn tôi quay lại với anh và anh làm tới như thế này luôn đó hả? Anh tồi lắm. Anh Thái à, anh tồi lắm anh Thái. Nhưng không, anh đừng tưởng. Rồi ai nữa đây? Chỉ có cặp giò thôi, không biết ai hết. Anh Dũng, mới thấy anh ở bên kia mà, sao giờ anh qua bên đây nữa rồi? Tôi nói rồi, cho dù anh có đập bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không quay trở lại với anh đâu anh Dũng. Hết đi em. Ồ, vậy là thằng nhân vật này nó rời ra được khỏi cái khu Cửu Long này. Nó rời ra khỏi đây nhờ vô con chó và nhờ vô cái manh mối của đứa trẻ để lại. Vậy thì chúng ta có thể phần nào hình dung ra được là chắc tại cái khu Cửu Long này chắc xảy ra một cái vụ một cái gì đó đó. Hiếu nghĩ chắc là cháy á. Hiếu nghĩ chắc là cháy. Cháy thì tất cả mọi người trong đây đều chết. Mà cái thằng này đó nhìn kìa, mà cái thằng này vô tình đi lạc vô trong đây á, nên là kiểu như là nó gặp lại những cái người đã từng sống ở đó, những người mất, hay là cũng có thể là tại đó là có một cái vụ ám sát kinh hoàng hay là gì đó. Ơ, thằng này tỉnh dậy và nó vẫn còn ở trong cái ngôi nhà đó à, nó vẫn chưa ra khỏi đó à, hay sao? Bentley đây hẹp. Có rất là nhiều cái báo cáo đến cảnh sát khi mà có thấy có nhiều người ở cái Cửu Long. Cái Cửu Long là một cái thành phố tường, một cái thành phố, nhưng mà đã 5 năm rồi không có ai ở đó hết á. 5 năm rồi. The shortly before the mutation. Và nó là một cái hình như là bị bom hạt nhân hả? Cái gì đó đập dịch không kịp. Dịch không kịp. Mày, trời ơi, cuối game rồi. Trời ơi, đã biết mình dốt tiếng Anh, mình đang ráng, mình nhìn vô tiếng Anh để mình dịch nó hù mình một cái, đụng hù. Fuck.
bắt bẻ rồi còn gì đứa chơi. Cái miếng hù cuối cùng này là cái miếng, cái miếng hù cuối cùng này là cái miếng mà cái hù đỡ không nổi luôn. Từ hồi trước giờ chơi tất cả các game kinh dị chưa bao giờ gặp cái game kinh dị nào mà tới cuối game mà nó còn hù thêm một cái nữa. Tôi buông lỏng cảm giác rồi, tôi buông lỏng cảnh giác ra rồi đó. Xong cái đó hù. Rồi sau khi mà Hiếu đã chơi xong cái game này rồi á, thì theo như mà tôi đánh giá thì kiểu như là nếu mà nói về cái phần cốt truyện game á thì nó hơi lan man, nó kiểu như là nó giật cái chưa có kiểu như chung quy lắm. Nhưng mà mình có thấy là có một cái bà chủ nhà bị khùng với lại một cái ông hàng xóm rồi này nọ. Thì tôi vẫn chưa biết là tại cái khu vực Cửu Long đó là dùng để nhốt những cái người mà người ta bị khùng, người ta bị điên rồi sau đó giết hết, hay là tại đó có cái vụ sát nhân, hay là tại đó sử dụng ra một cái vụ gì. Dựa trên cái năng lực về tiếng Anh của tôi không có thể hiểu, tôi không có thể hình dung được. Nhưng mà tôi rất là thích ở một cái điểm, đó là cái game này là về cái đầu họa của nó rất là hay, với lại là nó làm con chó rất là đẹp. Thì chung quy thì nói chung là cái game này là cỡ 100.000 thì cũng được, nói chung là cũng ok, cũng không có tới nỗi nào. I've been cold for so long.